Đây là bài 4 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một của hội quán Tam Thế. Đi sứ sử khở. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không khó lắm. Bú thải nán. Mình rất bận. Quá khẩn máng. Đi bưu điện. Chủy yếu chú. Tôi đi đây. Quá dầu lọ. Về trường. Khuấy xuế xảo. Có biết Thiên An Môn hay không? Chứ bù chứ đạo Thiên An Mấn. Thầy giáo Phương. Wang lão sư. Đây là bố em. Chờ sư wǒ bà bà. Chè sư wǒ bà bà. Sách gì? Sì mà shú? Sách tiếng Trung. Trung văn shú. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại lượng từ quyển. Bẩn. Bẩn. Một quyển. Y bẩn. Y bẩn. Hãy chú ý từ y chỉ số lượng 1. Khi đi với các từ có thanh 4 thì đọc thành thanh 2. Và đi với các thanh còn lại đọc thành thanh 4. Ví dụ ở đây từ bẩn là thanh 3. Y bẩn đọc thành y bẩn. Y bẩn. Ba quyển. San bẩn. San bẩn. Một quyển sách. Y bẩn sư. Y bẩn sư. Ba quyển sách. San bẩn sư. San bẩn sư. Quyển này. Trở bẩn. Trở bẩn. Quyển sách này. Trở bẩn sư. Trở bẩn sư. Quyển sách tiếng Trung này. Trở bẩn hài yu sư. Trở bẩn trung văn sư. Một quyển sách tiếng Trung. Y bẩn hàn yu sư. Y bẩn trung văn sư. Ba quyển sách tiếng Trung. San bẩn hàn yu sư. San bẩn trung văn sư. Quyển sách này. Trời bẩn sư. Trời bẩn sư. Quyển sách này là. Trời bẩn sư sư. Trời bẩn sư sư. Bây giờ hãy nghe từ của. Tơ. Tơ. Trong tiếng Trung, đây là từ nối giữa danh từ và định ngữ của nó. Của tôi, nguyên văn là tôi của. Wǒ de. Wǒ de. Của anh. Nǐ de. Nǐ de. Của cô với nghĩa rất tôn trọng. Nín de. Nín đợ. Sách của tôi nguyên văn là tôi của sách. Wǒ de shū.
我的书 sách của bạn 你的书 你的书 sách của anh với nghĩa rất tôn trọng 您的书 您的书 bố tôi 我爸爸 của bố tôi 我爸爸的 我爸爸的 sách của bố tôi 我爸爸的书 我爸爸的书 sách của bố anh 你爸爸的书 你爸爸的书 là của tôi 是我的 是我的 là của bạn 是你的 是你的 là của bạn à 是你的吗? 是你的吗? Quyển sách này 这本书 这本书 là của bạn à 是你的吗? 是你的吗? Quyển sách này là của bạn à? 这本书是你的吗? 这本书是你的吗? Thầy giáo Vương 王老师 王老师 của thầy giáo Vương 王老师的 王老师的 sách của thầy giáo Vương 王老师的书 王老师的书 là của thầy giáo Vương 是王老师的 是王老师的 không phải là của thầy giáo Phương 不是 是王老师的 不是 是王老师的 quyển sách này là của bạn à 这本书是你的吗 这本书是你的吗? Không phải là của thầy giáo Phương. 不是, 是王老师的. 不是, 是王老师的. Bài học này đến đây là hết.